Xin kính chào tất cả anh em quay trở lại kênh của Việt Vinh Audio. Và trong clip ngày hôm nay, Việt Vinh thanh lý đến anh em một cặp loa Đức. Tại sao Việt Vinh thanh lý? Đây là một cặp loa Đức nguyên bản của hãng Schneider. Nhưng chỉ vì cái rốn của nó hơi bẹp bẹp một tí như này, Việt Vinh thanh lý cho anh em chơi. Đây là một cặp loa nguyên bản anh em nhé. Chúng ta có thể nhìn qua một cặp loa nguyên bản. Bản từ A đến Z nó chỉ bị bẹp cái rốn loa chép một chút này đây. Và cái loa bass này dù nó bẹp một chút, anh em có thể theo tay anh em nắn ra như Việt Vinh để nguyên và thanh lý đến anh em. Ta có thể nhìn đây là loa chép, tất cả keo còn nguyên, chưa được mở ra bao giờ, tất cả còn zin nguyên bản. Cái rốn này chúng ta theo tay chúng ta nắn ra, không phải chúng ta thay một cái rốn loa khác. Cái này chúng ta theo tay chúng ta nắn ra anh em nhé. Đây, rất là đẹp. Bên này cũng vậy, bên này rốn rất là đẹp, bên này hơi bẹp một chút. Đấy, chúng ta có thể nhìn vết keo này. Đấy, còn nguyên bản của nhà sản xuất. Chúng ta có thể nghe âm thanh cặp loa này phát ra cực kỳ hay, tiếng rất là sáng, đặc trưng của dòng loa Đức anh em ạ. Và với giá thanh lý cặp loa Đức này, Việt Vinh thanh lý với giá anh em là 1.800.000 đồng, tất cả của nó nguyên bản anh em nhé. Và cặp loa Đức mà Việt Vinh muốn thanh lý đến anh em là cặp loa Đức của hãng Schneider. Đấy, mọi cái nằm ở đây rồi, rất là đẹp đúng không ạ? Tiếng của nó rất là hay. Đấy, một cặp loa Đức với giá chỉ có 1.800.000 đồng, chỉ duy nhất là bị bẹp một chút rốn ở loa chép. Đấy, cái này là Việt Vinh thanh lý đến anh em. Và bát của cặp loa này nó sở hữu là bát 18. Đấy, gân của nó này mềm nhũn, màng của nó bằng giấy nhé, rất là đẹp, êm căng đầy đủ. Và Việt Vinh sẽ đo kích thước cặp loa này cho tất cả anh em chúng ta cùng xem qua. Và cặp loa Đức của hãng Schneider nó kích thước chiều cao là 41 cm, chiều ngang của cặp loa này là 25 cm, và chiều sâu nếu mà tính đến mặt êm căng là 20 cm. Tiếng của nó cực kỳ tuyệt vời anh em ạ. Keo vẫn còn nguyên anh em này. Và giá bán ở cặp loa này như Vinh nói rồi, với giá 1.800.000 đồng, một cặp loa có một chất âm cực kỳ tuyệt vời. Và đây là một cặp loa Đức và với giá chỉ có 1.800.000, anh em nhanh tay sở hữu. Và số điện thoại anh em cần liên hệ đó là số 0917659929. Còn bây giờ Vinh thân ái xin chào tạm biệt tất cả anh em.